Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Chính, huyện Cam Lộ vừa tổ chức trao lợn và gà giống cho chị em hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế. Trong đợt này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Chính đã trao 14 suất quà gồm gà và lợn giống cho 14 hội viên phụ nữ là chủ hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Toàn bộ số con giống này do chị em hội viên đóng góp mỗi người 5.000 đồng để mua. Với sự hỗ trợ này, phần nào giúp các chị có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó trong tổ chức hội. Được biết, với cách làm này, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Cam Chính đã giúp được nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.